Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Và hôm nay em lại tiếp tục đi đồ cũ quay cho các bác xem. Thì trước khi em quay thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách cho em xin một like, một share và đăng ký kênh nhé. Thì em có một cái kênh mới nữa, em làm hai kênh. Thì em sẽ để link và em sẽ để lên màn hình cho các bác thấy là một cái kênh mới của em. Thì em mong các bác vào ủng hộ em. Em cũng đăng về đồ gia dụng như các thứ. Và cái kênh chính này của em thì em chỉ quay về audio thôi nhé các bác nhé. Thì các bác hãy yêu quý em thì hãy vào đăng ký kênh ủng hộ em, giúp em. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Và bây giờ em mời các bác cùng đi xem với em. Trước mặt các bác là một em Đúc Man SQ38 FD MK2 có giá ngoài 30 triệu, sản xuất năm 1974, bảo hành 3 tháng. Da là 30W cộng 30W, 4-16 ohm. Phono thì da thì nó là mờ mờ. Đó. Rất đẹp, nó không có phụ kiện gì đi kèm. Thì con này thì em cũng không quay được, tại không quay được nhiều, tại vì nó ở trong tủ kính nên em không quay được nhiều. Và bên trên nữa là một con COD VP3488, bảo hành 3 tháng, sử dụng bóng L34 nhân 4 bóng, 4 bóng nhỏ thì 12x7, có 4 bóng nhỏ là 12x7. Và bên trên có một cái đèn vu. Em xin lỗi các bác, bóng nhỏ là 12AU7. Đây là volume và đây là cổng chọn. Và một trên nữa là có một cái cổng chọn. Cổng chọn gì em thấy nó ghi là VB1, VB2, VB3, VB4, có 4 cái cổng đấy. Rất là đẹp các bạn. Em nhìn con này có giá khoảng tầm 18 triệu, giá man bây giờ hiện tại đang cao nhé các bác nhé. Em mang áng vậy thôi, còn bác nào mua thì hãy liên hệ em. 4 bóng rất là đẹp, hiện là 34, em nhìn rất là mới. Đó. Thì em cũng không quay được nên em coi quay vào bên rìa cho các bác xem. Đấy, cái cổng vào này BIS1 đến BIS4 cỡ như vặn ấy. Bên trong em nhìn là có cái núm vặn để chỉnh rất là đẹp. Em nhìn nó bốn cái tụ này rất là nặng, em nghĩ con này phải tầm 20 cân, con âm ni đèn này nhá các bác nhá. Thì hôm nay em đi có mấy con mới vậy, nhiều bác hỏi loa Bluetooth nhá, thì em quay tiện có luôn con Sony SXP22, có hai con, một con 8/8 và một con 6/6 vẫn còn nguyên hộp nhé. Các bác thích thì hãy liên hệ em. Có mấy bác hỏi loa Bluetooth ấy. Đó, thì bây giờ em sẽ này tiếp tục quay cho các bác xem. Nay em đi thì có rất là nhiều loa boss mới, rất nhiều, đang có người. Thì em sẽ ra quay trước ở ngoài này nhé các bác nhé. Đây, trước tiên là một đôi loa Sten 1.2, bảo hành 3 tháng, công suất nó cũng không ghi luôn các bạn, nó cũng không ghi năm sản xuất, giá ngoài 10 triệu. Aukotic NAP, vỏ bằng gỗ thịt đấy các bạn, vỏ nó bằng gỗ thịt. Quay đằng sau trước. Aukotic NAP series 1.2, đánh design được các bác nhé, là ngon đấy, là thấy là ngon đấy, ngò đắt. Nua Buxel, đây này là nua Buxel,
một bát và một chắc và hai đường kiếm. Con này bát khoảng bát 16 nhá các bác nhá. Nó thông hơi thì là ở bên dưới. Đó, bát 16. Chắc thì nó hấp vào trong. Rất là đẹp. Em thấy đôi này rất là đẹp. Gân cao su. Đó, thì em quay qua. Đẹp lắm, nhà căng nó vẫn đẹp lắm các bạn ạ. Và tiếp theo nữa là một em bầu hay bót đều được. Do mỗi người gọi một cách khác nhau. Đây, tôi muốn lo bót này. Tôi giá 1.6, hơn 3 triệu. 301 seri 5. Tháng 6 năm 2003. Đây có một đôi nha các bác nhé. Đây một đôi 301 seri 3 này. À, seri 6, tôi xin lỗi các bác. Đấy, nó ở trên cao, nhà em cậy ra thì tí nhá, em nắp vào nó rất là khó, nhà em cậy. À, bên cạnh là một đôi bot 802 seri 2. Đấy, thì em cũng không quay qua trong nội thất hay gì, nói chung chung đấy là bác nào thích là các bác biết rồi, biết model, tại vì em đi quay này thôi nên là rất là khó. Đó. Và tiếp theo nữa là một con Sony TCWE475 bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2008, tháng 11 năm 2008, con này giá hơn 3 triệu, chạy băng cassette. Bên trong quay sát bên trong cho các bác xem. Hai bên A và B. À, có cả chức năng giải mã các bác nhé. Chức năng giải mã nữa, rất là đẹp. Em thấy nó rất là đẹp. Nên em sẽ quay đằng sau cho các bác xem. Đây, con này nó nhẹ. Đây, model của nó. Điện 100V 16W của Made in Malaysia. Đây đường vào và đường ra. Con trôn rắc nhỏ. Đó. Một gọt con cassette nữa. Hôm nay em sẽ đi quay tổng thể qua cho các bác xem. Tiếp theo nữa là hai đôi bot nữa, em sẽ đi dài quay cho các bác xem. Đây đôi bot cũng 301 seri 5, nhưng đôi này nó rất là đắt, rồi nó đắt gấp đôi kia. Con này là 2.7, tầm hơn 6 triệu rồi. Đôi kia rất là rẻ, rẻ bằng một nửa đó. Đó. Cái đôi này trước em cũng quay qua một lần rồi. Hai đôi nó giống giống nhau thôi. Ở đây nữa là một chiếc loa Boss 214. À, đây là loa Boss 214 nha các bác nhé. Em sẽ tháo da căng này cho các bác xem. Con này có giá gần 2 triệu. Đó, một bát chắc, bát nó vẫn ngon lắm các bạn ạ. Mới, gân vải. Chép bên cạnh này. Đây này khá là rẻ các bạn ạ. Tầm 2 triệu mà gửi về nữa thì nó cũng rẻ đó. 60W 8 ohm. Đó là đôi bot 214, ra là 60W 8 ô. Em sẽ quay đằng sau cho các bác xem nhé. Đây lỗ thoát hơi của nó này, đẹp lắm các bạn. Đây
là Made in Mexico. Bên dưới là Mexico này. Và rất nhiều loa đẹp. Dạo này nó về rất là nhiều loa luôn. Sản xuất năm 1996 này, bảo hành 3 tháng này. Một đôi, một chiếc đằng sau nữa. Đó, một chiếc đằng sau thì em thu nuôi nó ra nữa. Thì đây, bên cạnh thì có một chiếc TZ1C. Gì bên nào? Có giá là gần 2 triệu, hai cái này bằng nhau. 6 ôm, 100W, ra là 100W. Sản xuất tháng 6 năm 2003. Đó. TZ1C nha các bác nhé. Đằng sau rất là dài, nó khoảng tầm 30. Và có hai lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi này. Và con này Made in 86 để xi ben 6 ôm. Con này được sản xuất ở Trung Quốc các bạn ạ. Made in China. Đặt nhà máy ở Trung Quốc. Căng nó hai bát và một chép bát 12 các bác ạ. Này bát 12 chép đôi đó, rất là đẹp. Con này thì bác nào muốn kết nối TV để nghe thì là em nghĩ là hợp lý, khá là đẹp. Nhưng mà nó không đẹp bằng đôi bót 214 này. Thì các bác hãy chọn xem. Các bác nào thích con nào thì hãy liên hệ em qua Facebook em hoặc là Zalo. Em mong các bác là hãy lên sang một kênh mới nữa, đăng ký ủng hộ em. Để kênh đấy thì em sẽ chuyên quay về đồ gia dụng, bếp ga, nồi cơm, tất tần tật những cái đồ gia dụng nha các bác nhé. Thì bây giờ chắc này em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Và em mong các bác là hãy ủng hộ em để em lấy động lực em đi quay nhiều đồ cho các bác xem. Và bây giờ em xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Em xin kính chào các bác ạ.